Mừng các bạn đã đến với kênh của mình Ẩm thực miền quê. Mình xin chia sẻ các bạn thực phẩm nên ăn vào bữa tối sẽ giúp chúng ta hạ đường huyết các bạn nhé. Trong cuộc sống hiện đại thì ngày càng có nhiều người mắc bệnh tiểu đường các bạn ạ. Bệnh tiểu đường là một trong những bệnh gặp rất là nhiều ở Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới các bạn nhé. Điều này có liên quan đến chế độ ăn uống hàng ngày. Khi đường huyết trong cơ thể cao, việc không kiểm soát được chế độ ăn uống sẽ dẫn đến các biến chứng của bệnh tiểu đường, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tổng thể các bạn nhé. Cũng có một số bệnh nhân phải dùng thuốc để kiểm soát được lượng đường trong máu. Nhưng khi chúng ta thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh sẽ rất là hữu ích hơn ạ. Và chế độ ăn uống của chúng ta có một thực phẩm rất là quan trọng, đó là mộc nhĩ các bạn nhé. Mộc nhĩ hay gọi là nấm mèo đấy ạ, là một trong những chất rất là tốt cho những ai bị bệnh tiểu đường. Và các polysaccharide nhé, trong mộc nhĩ rất là tốt cho người bị bệnh tiểu đường ạ. Mộc nhĩ rất giàu chất keo, được hấp thụ trên thành mạch máu, có thể thúc đẩy tuần hoàn máu trong cơ thể một cách hiệu quả, đồng thời loại bỏ các độc tố và chất thải kịp thời ạ. Mộc nhĩ thì rất là quen thuộc với chúng ta rồi, các bạn mua về và chúng ta có thể ngâm và mình cho nó lở ra như thế này để mình rửa đi, mình thái ra mình nấu. Các bạn có thể nấu rất là nhiều các món ăn khác nhau từ mộc nhĩ, như các bạn có thể nấu canh miến thì thường là phải có mộc nhĩ, hay là các bạn là nấu với nem rán ấy các bạn ạ, bánh đa nem ấy thì cũng cần mộc nhĩ, hoặc các bạn có thể làm mộc nhĩ xào thịt hoặc mộc nhĩ xào với các loại rau củ quả khác ạ, rất là tốt nhé. Riêng mộc nhĩ thì chúng ta có thể chế biến thành rất là nhiều dạng món ăn khác nhau phù hợp với từng thể trạng của mỗi người các bạn nhé. Tác dụng của nó là bồi bổ các cơ quan khác trong cơ thể nhé. Mộc nhĩ còn thúc đẩy quá trình tiết xuất insulin, một loại hormone từ trong tế bào tụy ạ. Do đó, tuyến tụy tiết ra có tác dụng chuyển hóa chất bột đường trong cơ thể, và các polysaccharide trong mộc nhĩ nhé có tác dụng nhất định trong việc để điều hòa huyết áp hay là lượng đường trong máu, giúp chúng ta ổn định được lượng đường nhé, tránh cái tình trạng bị đường lên cao quá mức. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn mộc nhĩ thì có thể kết hợp trong nấu món bánh đa nem các bạn nhé. Các bạn biết rằng mộc nhĩ nấu trong bánh đa nem rất là ngon, và khi nhiều mộc nhĩ trong bánh ăn rất là giòn. Và bánh đa nem thì lại chứa rất nhiều các nguyên liệu rau củ quả đều đầy đủ, và lại còn có cả như chất đạm như trứng thịt nhé. Cà rốt, hành tây, giá đỗ các bạn ạ, nó là một trong những món ăn mà chứa rất là nhiều loại rau củ quả, hẹ hay hành lá hay là rau mùi các bạn nhé, và rau húng quế rất là cần cho cái món ăn này ạ. Chúng ta có thể ăn nhiều thực phẩm ít chất béo và lại ít tinh bột thì rất là tốt đối với bệnh nhân có lượng đường huyết cao nhé. Và đây là miến nữa các bạn nhé. Các bạn cho mình 100g miến. Mình cũng ngâm đi để cho phần miến mềm ra. Miến chúng ta dùng kéo cắt nó ra nhé. Các bạn cho mình cả phần thịt nữa nhé. 300g thịt. Các bạn cho mình vào đây trứng, 3 quả trứng nhé.
Mình cho vào đây ít muối bột canh các bạn nhé. Và một chút hạt tiêu. Bạn nào ăn bột ngọt hay hạt lêm thì chúng ta có thể cho, còn không có thì thôi. Bây giờ mình sẽ trộn đều hỗn hợp lên. Với cái món ăn này thì người dân Việt Nam của chúng ta ăn là rất là nhiều, mà nó lại tốt với đầy đủ các dưỡng chất các bạn nhé. Nhất là nó có mộc nhĩ sẽ rất là tốt đối với những ai bị bệnh về tiểu đường. Các bạn cho mình cái chảo dầu lên bếp nhé. Khi dầu nóng lên rồi thì mình sẽ cho bánh đa nem vào. Mình rán với lửa vừa và nhỏ thôi vì cái phần cho nó không bị cháy nhá. Cứ làm hết như thế này đến khi nào bánh da nem già thì thôi nhé. Đây các bạn là chúng ta có thể bổ sung thực phẩm này cho chế độ dinh dưỡng hàng ngày của chúng ta nhé. Và chúng ta có thể chế biến rất nhiều món ăn khác nhau, và nhất là với bệnh nhân bị đường huyết cao thì chúng ta nên hạn chế cái tình trạng là ăn đồ ăn sẵn hay là những cái thực phẩm nhiều tinh bột, chúng ta nên hạn chế nhé. Và chúng ta có thể ăn bánh da nem như thế này với lượng dầu vừa phải, và mình nên có chế độ tập thể dục thể thao nữa để giúp chúng ta kiểm soát được lượng đường tốt trong cơ thể. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình nhé. Xin chào các bạn ạ, chúc các bạn có một sức khỏe tốt ạ. Đây là thành phẩm của mình sau khi chúng ta như thế này là đã rán lên vàng như này là được rồi các bạn nhé. Hấp ra đĩa là chúng ta có thể thưởng thức thôi ạ.